đến với channel của mình. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người và các bạn cách lắp bóng đèn LED và dây LED trần bê tông được cấp trần cao cực mới và đẹp. Giới thiệu thêm về cái mẫu trần bê tông giật cấp này thì các bạn nên lắp loại bóng đèn hai màu sáng trắng và sáng vàng, chứ các bạn lắp các loại bóng đổi màu xanh đỏ tím vàng rất là hay bị hỏng và cháy. Đây là hình ảnh chú Thi ạ, đang chuẩn bị lắp một cái bóng đèn. LED. Tròn. Để đấu được cái bóng đèn này, trước khi các bạn đổ tông sẽ giả dây giữa hai bóng đèn nối liền với nhau. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nối dây giữa các bóng đèn. Đây là hình ảnh bóng đèn đèn trần LED tròn hai màu. Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ. Khi đấu dây điện với bóng đèn, các bạn nên cuốn băng dính lại để tránh dây điện bị hở và sập sẽ dẫn đến cháy nổ. Để lắp được cái bóng đèn này, các bạn nên đặt chờ ống 90. Loại ống nhựa rẻ nhất trên thị trường. Lọt. Alo alo. Ơ cái thằng Điệp này mày đi làm công mà mày đi xem ra làm điện nào? Đúng rồi. Mẹ mừng. Cháu đang trong thời gian tạm dừng. Khỉ mừng. Xem để có thể lấy mất nghề của ông.
Thằng bắt dậy này nó quay video nó tung lên mạng này cho nó chửi em ấy. Không phải nó nói vấn nghề thì không thành vấn đề đâu. Em mà làm được bao nhiêu nữa thì yếu thì sao mà đi làm được mãi cả đời. Nhưng mà cũng còn bỏ làm chân phải 1 năm nữa. Chứ nỗi mà phải bỏ. Anh biết không, nó giải cái dây đèn led này không nó quay đâu, nó tung lên, nó thằng nó phải nó bình luận, nó bảo giải dây điện không trong bê tông không để ông ghen thì đầm đứt dây điện chứ còn à này. Bây giờ nó đang phải làm này để nó tung lên nó sửa sai đây. Mày phải chửi nó, mẹ mẹ thằng nào nó bảo dây điện đứt đứt đầu uầy đây này. Đứt mà vẫn sáng như thế này à? Keo này như kiểu kem đánh răng nhỉ. Và tí thừa mày lấy về mà xin chung chung mang về đánh răng. Anh ra lắm nhé, bởi vì cái nọ này 60.000 cơ mà. 60k chứ. 60k mà. Cái này nó hay đi bắn theo cửa nhôm đúng không? Ừ. Dán kẽ kẽ hỏi. Nếu mà chúng hai gọi theo keo gắn kính. Silicon. Silicon nhưng mà sao lại gọi là Sibon. Sibon. Khi nó khô đi nó sẽ là thành một lớp đoạn này trùng ra sao? Đấy, đôi mẹ nó thành một lớp lông đen. Mày đưa đây mình mày đưa đây mình nhổ đây trong này tí nhá, chạy nhổ. Lật thằng ra. Ông vuốt về góc này xong nó đẩy lên chứ không gì đâu. Đừng gì xong bố mày phải sơn kéo mấy chục triệu không phải trong cát mà nói không nghĩa là bôi ra đây này nó vẫn trắng, làm sao mà tránh khỏi chuyện trắng gì rớt ra đây. Cái này nó khó ấy, là nó khó dễ không cân nó bằng. Đây, việc nào mà nó cắt nó mới gần đề cơ, nên này, này cắt không bằng hết. Ừ. Không biết là bị đầy cái nòng này này. Cái này mà gọi là chỉnh. Cái này gọi là lò xo chứ chỉnh. Những cái gắn này được không nhỉ? Không gắn được. Kiểu nó hở cửa là nó lên cái này là này. Hiểu rồi. Ở trong đấy nó khô thành một cái nước chống giật. Như kiểu một cái nước nó rong. Xem cái trò chơi trẻ con nó cái keo nến ấy nhỉ. Mẹ thì nó búp bóp ra xong là tí nó dẻo như này. Nó nóng này thì nó cũng cuộn thành như thế. Cái nhà nó nặng đồ chơi rồi đi. Không phải nó xem, nó thấy nó bóp trong cái này ra này. Nó trong như này ấy, trong phát. Trong đấy này. Trong này có cái loại nó trong veo nhưng xem mà trên TV thôi, nó chưa được nhìn được thực tế đâu. Cái loại trong veo nó khác lắm. Bơm ra khét hết mũi. Bơm ra khét hết mũi. Thực tế nó cũng chẳng được sờ mỏ. Ok, đã xong. Sau đây là phần thử dây xem sáng không nhé các bạn.
Quá đẹp luôn các bạn ạ. Đây là trần bê tông giật cấp giả thạch cao nhé các bạn.